Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Độc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 28 tháng 4 năm 2023. Và lời đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trên công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 4. Và quay trở lại với một người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên chia sẻ cho một người ở vị trí đường cầu sau tủ lô và nhắc lại cho một người vị trí của đường cầu giải đặc biệt theo công thức ở vị trí thứ bảy tuần trước. Và cái ngày thứ bảy tuần trước thì chúng ta cũng đã chiến thắng ở vị trí cầu đài đó rồi. Và đối với vị trí đường cầu này thì hiện tại nó đang chạy cực kỳ thông. Và trước khi chia sẻ cho một người cụ thể thì sau đây mình xin phép điểm lại cái bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Đầu tiên thì đó là về vị trí của giải đặc biệt thì ngày hôm nay xuất hiện cho một người là con số 96, nó nằm ở trên chạm 9, chạm 6 và tổng 5, ba càng là 196 và cả bộ số là 13196. Thống kê về vị trí của lô nháy thì ngày hôm nay thì có cho một người thứ nhất đó chính là vị trí số 85 và vị trí thứ hai cũng là con số 96 luôn và vị trí thứ ba ngày hôm nay là con số 31. Về vị trí của lô kép thì có cho một người là con số kép 00, tiếp tục vị trí của con số kép 66 và con số kép 99. Đầu lô tô ngày hôm nay thì có một đầu nó bị cầm ở đây, đó chính là vị trí của đầu 4 anh em nhé. Và tiếp tục thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người một vài cái đặc điểm về vị trí của các cặp lô rơi cho ngày hôm nay. Chúng ta xem rằng cái tỷ lệ của lô rơi nó đã được giảm đi phần nào đó chưa. Rồi, cặp số đầu tiên tiếp tục là cặp kép 0055. Bản thân là một cặp kép mà ra 4 ngày liên tục thì thực sự đây là một cái cặp cực kỳ đáng chú ý anh em ạ. Vị trí thứ hai là cặp 020. Vị trí thứ ba là cặp 050. Vị trí thứ tư là cặp 070. Tiếp tục này, vị trí của cặp thứ năm là 242. Ở vị trí cặp thứ 6 là 383, thứ 7 là 393, thứ 8 là 464, thứ 9 là 575. Đó, nói chung là vẫn đâu đó cho mọi người là 9 cho đến 10 cặp. Ngày hôm qua thì có chúng ta là 11 cặp đúng không ạ? Ngày hôm nay 9 cặp thì nó giảm đi được 2 cặp. Thì cũng là một cái điểm may mắn với chúng ta rồi đúng không ạ? Và đối với vị trí cầu đề mình chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay thì cũng khá đáng tiếc cái đường cầu của chúng ta nó chưa được chiến thắng. Nhưng mà chúng ta cũng may mắn sao chúng ta đã bù lại cho mình được vị trí của cặp song thủ lô là cặp 58 và 85. Thì mình chia sẻ cho mọi người cái vị trí cặp số này và mình cũng có nhấn mạnh luôn là anh em đánh cho mình không một duy nhất cho ngày hôm nay. Đó, đây, mình có ghi ở cuối video đây. Đó chính là vị trí của cặp 5885. Chúng ta đánh không một duy nhất cho ngày hôm nay là ngày 28 tháng 4. Thì cặp số này ngày hôm nay thì nó xuất hiện ở vị trí của đầu 8, nó xuất hiện ở con số 85, nó cũng đã ra tới hai nháy đây rồi. Thì đây là một cái điểm khá là vui mừng với tất cả anh em rồi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng phải nói rõ ràng quan điểm với nhau. Thì nếu những anh em nào mà chơi riêng về đề thì chắc chắn ngày hôm nay anh em đã thua rồi. Còn nếu anh em nào chơi kết hợp cả vị trí của lô, cả vị trí của đề thì thực sự cả cả 8 năm nó ra tới hai nháy thì với cái góc nhìn của mình ấy thì mình nghĩ là anh em cũng kéo lại được một phần nào vốn thôi. Bởi vì sau khá là nhiều năm kinh nghiệm mình đã đúc rút ra được là với cái thái cực của vị trí đề và thái cực của lô ấy thì nó hoàn toàn lệch lạc nhau và nó hoàn toàn tách biệt ra nhau. Bởi vì mình đã hỗ trợ rất nhiều anh em, đó chính là khi anh em đã chơi lô to thì anh em đánh đề cực kỳ là bé, hoặc là khi anh em đã chơi đề thì anh em lại đánh lô cực kỳ là bé, hoặc là có thể là không đánh lô luôn. Đó, nên chính vì vậy thì những ai mà chơi về vị trí đề nhiều thì khả năng ngày hôm nay thì anh em vẫn có thể bị âm vốn, còn những ai mà chơi về vị trí của lô thì anh em có thể là chiến thắng được nhiều hơn. Đó, bởi vì nhiều anh em mình hỗ trợ, mình đã đúc rút ra được cái điểm chung là như vậy. Đó, anh em chia ra vị trí của đề và vị trí của lô nó làm hoàn toàn ở hai cái thái cực nó khác nhau. Và chúng ta cũng phải nói rõ ràng quan điểm đến như vậy để chúng ta biết được là chúng ta đang gặp phải cái vấn đề như thế nào. Thì mình cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ luôn luôn cố gắng để hàng ngày làm sao tìm cho mọi người những cái đường cầu nó được chuẩn và chính xác nhất, và những cái con số nó được ăn thông dài hơn, những cái đường cầu nó chất lượng hơn. Và để có được những cái như vậy thì thứ nhất là cá nhân của mình thì mình sẽ luôn luôn tiên phong đi đầu và tìm tòi, chia sẻ, cũng như phân tích gửi đến tất cả anh em đang theo dõi video đây. Và mình mong rằng là tất cả mọi người đang theo dõi thì hãy không luôn luôn ngừng ủng hộ theo dõi mình, và để lấy đó làm cái động lực lớn nhất để hàng ngày mình sẽ biết rằng là anh em vẫn đang ở đây luôn luôn tin tưởng ủng hộ theo dõi mình. Đó, đấy là thực sự là anh em theo dõi ủng hộ mình nhiều, đấy là một cái niềm động lực lớn nhất
dành cho mình anh em nhé. Ok, và tiếp tục thì quay trở lại với cái vấn đề chính của video buổi tối ngày hôm nay, thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người đó chính là hai vị trí của đường cầu. Cái đường cầu đầu tiên là về với đường cầu lô, và đường cầu thứ hai là mình sẽ nhắc lại cho mọi người cái đường cầu sáng đặc biệt thứ bảy tuần trước. Đây thì đây mọi người có thể nhìn thấy cho mình nhé, đây là mình đang phân tích dựa trên cái bảng kết quả giải đặc biệt của thứ bảy ngày 15 tháng 4 để phân tích cho chúng ta dàn đặc biệt của ngày 22 tháng 4. Đúng không ạ? Đó thì bây giờ chúng ta để ý cho mình trong cái dàn này thì nó có chứa cái cặp đó chính là 52 và 25 ở đây. Thì chúng ta quay trở lại với dàn đặc biệt của thứ bảy ngày đây, ngày 22 tháng 4 nhá. Đúng không? Ngày 22 tháng 4 thì nó có phải nó xuất hiện ở đây cho mọi người, đó chính là cái con số 52. Và trong dàn này thì chúng ta đã có được cái con số 525 nó nằm ở cái cặp số này. Đó. Và cái tỷ lệ bảng mình phân tích công thức này là bảng kết quả mở thưởng thứ bảy cái tuần trước ngày 22 tháng 4 đấy là ngày 15 tháng 4. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta để lựa chọn được cái đường cầu cho ngày mai và cái dàn đề dành cho ngày mai thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải quay trở lại với chính cái bảng kết quả mở thưởng của ngày 22 tháng 4 mà ngày hôm đó chúng ta đã được ăn vị trí đề 52 để chúng ta phân tích cho ngày mai. Thì cái đường cầu này thì mọi người có thể nhìn đây cho mình sẽ đọc luôn cho anh em. Thứ nhất là chúng ta lựa chọn cho mình là tất cả những cái con số nó nằm ở cái vị trí bộ số giải 7. Thì giải 7 nó có 4 bộ số, chúng ta lựa chọn cho mình tất cả luôn. Đúng không? Chúng ta lựa chọn cho mình tất cả luôn. Những cái con nào trùng rồi chúng ta không lấy nữa. Và kết hợp với giải 5. Giải 5 thì nó có tới 6 bộ số cơ, nhưng mà mình cũng đã lọc ra cho tất cả mọi người. Đó chính là lấy con số cuối nó nằm ở bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày 22 để chúng ta phân tích cho cái vị trí dàn đặc biệt ngày mai. Đây, thì chúng ta sẽ lựa chọn được vị trí của giải 7. Giải 7 chúng ta lựa chọn được những cái con số sau. Đầu tiên là con số 2, con số 3, con số 9, con số 7, con số 4 và con số 1. Đúng chưa? Và chúng ta rút ra được 6 con số này. Ở đây kép 22 thì chúng ta không lấy nữa. Rồi, chúng ta di chuyển đến vị trí của giải 5. Giải 5 chúng ta căn cứ vào con cuối của ba bộ là bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba. Nó lần lượt xuất hiện là con số 7, con số 2 và con số 8. Bây giờ chúng ta sẽ có cho mình cái dàn đặc biệt ở bên dưới này. Đây nhá. Dàn đặc biệt mình sẽ viết ở bên dưới này anh em nhá. Rồi. Cái con số 7 bây giờ mọi người kết hợp lên cho mình thì chúng ta sẽ có là cặp 727. Đúng chưa? Tiếp tục là vị trí của cặp 737. Rồi, vị trí của cặp 797. Kép 77, 747 và 717. Đó. Đây là cái đường cầu đầu tiên cho vị trí đường cầu giải đặc biệt. Mọi người có thể là lưu lại cho mình cái vị trí dàn này. Bởi vì cái khoảng trống nó sẽ hơi bị hạn hẹp một chút nên là tạm thời mình sẽ để đi một chút để anh em có thể là lưu lại cho mình được cái bộ này trước. Đây là một cái sự kết hợp đầu tiên. Nó còn hai cái sự kết hợp nữa là cái con số 2 và cái con số 8 ở đây. Rồi những cái cặp số nào ấy nếu mà nó đã trùng rồi thì anh em có thể là tự gạch đi, và mình cũng sẽ gạch đi cho tất cả anh em luôn. Rồi. Thế thì chúng ta đến với cái vị trí thứ hai là con số 2 kết hợp lên. Thì con số 2 kết hợp lên thì mọi người sẽ có cho mình là con số kép 22, cặp 232, cặp 272. Thì nó có rồi, chúng ta có thêm vị trí của 292, 242 và 212. Đó, tiếp tục, đây là một cái sự kết hợp thứ hai anh em có thể lưu lại cho mình cái dàn này. Được chưa ạ? Rồi, và khi mọi người đã lưu lại được rồi thì chúng ta còn một cái sự kết hợp cuối cùng ở đây, đó chính là cái con số 8 kết hợp lên. Thì cái con số 8 kết hợp lên này thì chúng ta sẽ có thứ nhất là cặp 828. Chúng ta sẽ có là 838. Chúng ta sẽ có là 898. 878. 848. Và 818. Đúng chưa? Đó, vậy cái đường cầu này chúng ta sẽ dừng lại những con số trên đây. Và đối với dàn này thì cũng phải công nhận với tất cả anh em một điều là nếu mà chúng ta gộp cả ba cái sự kết hợp vào thì đây mình sẽ tính đơn giản cho anh em nhé. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12. 12 vị trí mà chúng ta nhân với 3
Thì 3 2 là 6, 3 1 là 3, thì với cái vị trí dàn tổng nó cũng phải lên đến 36. Nó trừ đi cái cặp 272 nó trùng thì nó cũng phải có đến cho anh em là 34 34 số, dàn 34 số. Thì dàn này thì cũng hơi bị nhiều một chút đấy. Nhưng mà cá nhân của mình ý, thì mình sẽ đưa cho mọi người là cái dàn này chúng ta chỉ đánh khung một thôi. Thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người một cái vài chú ý như sau này. Thì những ai ý, mà anh em chơi thiên hướng về vị trí của đề thì mọi người đừng tiếc, mọi người hãy cứ vào cho mình cả dàn 34 số đi. Đó, mọi người đừng tiếc, mọi người vào cái dàn 5 số, 10 số đi làm cái gì cả. Nếu mà mọi người chơi một cái cách khoa học thì mọi người có thể tính cho mình như sau. Anh em có thể là nhìn nhận này, nếu anh em chơi một ngày, ngày nào lỗ ngày đó với một cái dàn 40 số mà một tuần chúng ta chiến thắng được 5 ngày thì anh em vẫn đâu đó anh em vẫn dư được một ít cho mình. Nhưng mà bây giờ anh em muốn đánh một cái dàn nó chỉ từ 10 số thôi nhưng mà một tuần chúng ta chỉ ăn được một ngày thì thực sự là đấy là nó không hiệu quả như cái vị trí bàn 10 số đâu. Đó, chúng ta đừng đánh tham, đánh ít số làm cái gì cả. Đấy, thực sự là mình khuyên tất cả anh em như vậy. Chúng ta có thể là đánh dàn 30 số, 40 số, chúng ta đánh 10.000, 20.000 một con thôi cũng được, không làm sao. Được không? Nhưng chúng ta đánh một cái dàn 10 số, mỗi chúng ta đánh một tuần mà trượt 6 ngày, mà chúng ta đánh mỗi ngày chúng ta đánh từ 50 đến 100.000 một con thì thực sự chúng ta còn thua hơn nhiều. Đó. Bây giờ mọi người đừng vội trông chờ vào những cái vị trí trước mắt như vậy. Anh em hiểu ý mình không ạ? Đó. Bây giờ mọi người đưa ra cho mình một cái quan điểm, một cái giữ vững, một cái lập trường cho mình như sau thế này. Chẳng hạn chúng ta đã chơi riêng về đề, ok mình chơi riêng về đề thôi, ngày mình đánh dàn 30 số, 40 số cũng được, chúng đánh 10.000, 20.000 thôi. Đó, mỗi ngày chúng ta đặt ra chỉ tiêu, đó, chỉ cần được từ 300, 400.000, 500.000 làm ngày công thôi. Làm ngày công đi làm thôi cũng được, không sao cả, nó tích tiểu thành đại. Đó, một tháng thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra được cái lợi nhuận của chúng ta. Nó chứ không phải chúng ta muốn là, à, ngày hôm nay mình chơi cái dàn này 10 số, chúng ta đánh vào 100. À, chúng ta chưa được, chúng ta được tầm 8 triệu, trừ phi trừ chi phí đi chúng ta phải được tầm 7 triệu thì nó cũng phải bằng một tháng lương rồi. À, nhưng mà bây giờ chúng ta một tuần bây giờ cái đạt nó không đạt cái chỉ tiêu như vậy, một tuần chúng ta đánh 7 ngày thì trượt 6 ngày thì mất ngay tháng lương, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta phải đánh đổi những cái gì và chúng ta phải nhìn nhận là đi từ cái nhỏ nhất đi lên. Anh em nhá. Đó, ok. Thì mong rằng là tất cả mọi người hãy có cho mình được một cái cách chơi nó thật là khoa học. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục đến với vị trí đường cầu lô. Thì ở cái vị trí đường cầu lô ấy thì chúng ta không có gì khó khăn cả, bởi vì cái đường cầu chúng ta ngày hôm qua chúng ta đã phân tích được là cái cho ngày hôm nay là cái cặp số 585, nó là một cái sự kết hợp của vị trí giải nhất và vị trí giải ba. Giải nhất chúng ta lựa chọn cho mình là cái con số thứ hai của bộ số giải nhất, và giải ba thì chúng ta quan tâm đến cho mình đó chính là cái con số thứ hai của bộ số thứ hai. Thì ở giải nhất nó xuất hiện con số 8, bên dưới giải 3 xuất hiện con số 5. Thì chúng ta đã được cái vị trí con số 85 ngày hôm nay, nó ra là hai nháy rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần áp dụng cái vị trí này vào bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, nhận định cho ngày mai. Đó. Với cái vấn đề này ấy, thì đây là một cái đường cầu nó chạy thông, chứ mình không thể khẳng định cho anh em được là cái đường cầu này nó chắc chắn ra cho anh em ngày mai 100% được. Mọi người nhá. Đó. Và chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau một điều là như vậy. Không có một con số nào, không có một cái đường cầu nào nó chuẩn 100% đâu, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta dựa trên cái công thức, thứ nhất là chúng ta đang may mắn, thứ hai là cái công thức của chúng ta nó đang chạy đều đặn thì chúng ta tiếp tục chơi thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có vị trí của cặp song thủ lô cho mình vào ngày mai là cặp 7117, và đánh cho mình khung một duy nhất đó chính là 29 của tháng 4 rồi lại đã. Và cũng có một cái điểm mình muốn gửi tới cả anh em ấy là đã là một cái đường cầu ăn thông rồi thì chúng ta không còn quan tâm đến đi. Anh em không còn quan tâm đến cho mình đó chính là nó đang rơi hay nó đang gan cả. Cứ đánh thôi. Được chưa? Cứ đánh thôi. Đã làm trên cái đường cầu ăn thông rồi thì cứ đánh thôi. Còn nếu mà chúng ta đã lựa chọn một đường cầu mới thì bắt buộc chúng ta phải căn cứ vào vị trí của lô gan hoặc là lô rơi. Mà thiên hướng của đồng xổ số thì đã vị trí lô rơi khá là nhiều rồi. Thì nếu mà nó đã rơi thì chúng ta cũng không phải ngại. Ok nhá. Rồi, thì cũng còn một cái chú ý nữa, thì những anh em nào mà cần hỗ trợ từ mình, anh em đang xa bờ thua tha thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến cái số Zalo của mình, đó chính là số Zalo VIP là nhóm kín là 0363 581 222. Vấn đề là phí thì hoàn toàn sau giờ quay. Đó là một vấn đề cấp thiết đối với anh em.
Đó, anh em, tất cả anh em đang ra bờ rồi mà bây giờ lại phí trước nữa thì nó hoàn toàn không hợp lý, mà phí trước thì lại sau giờ quay không nổ nữa thì nó lại càng hoàn toàn không hợp lý, đúng không? Đó, nên chính vì vậy thì mình vẫn sẽ luôn luôn hỗ trợ anh em đồng thời hàng ngày số VIP nhóm kín và phí hoàn toàn sau giờ quay. Anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo cho mình là 0363 581 222. Rồi thì đến với thời lượng của video thì cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm với gia đình và người thân. Và chúc mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ. Và tiếp tục hẹn mọi người những cái chia sẻ ở video sau nhé. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ.